học làm bánh, tỉa hoa trang trí đồ ăn, học từ trải nghiệm qua những bài học kỹ năng sống như dọn nhà vệ sinh mỗi giờ nghỉ trưa như thế này. Bọn con muốn làm này để có thể biết cách giúp đỡ bố mẹ khi bố mẹ bận rộn và không có ai giúp đỡ mình ở nhà, và để nếu như mình thấy bận mình có thể tự túc mình ra mình làm. Điều ít người nghĩ đến khi lại có những học sinh thi đậu vào trường công lập nhưng lại từ bỏ mà theo học lớp học này. Thậm chí như em Hoàng, sau khi du học ở Anh 6 tháng đã quyết định quay về theo học cấp 3 ở đây. Con quyết định về đây học lớp 10 chất lượng cao, thoải mái hơn là các trường công lập bình thường, với lại học có thể gọi là tốt hơn bình thường. Em về đây vì lý do là ở đây có IELTS, với lại học được kỹ năng sống, với lại buổi chiều thì có tập thể lực như thế này. Mục tiêu tốt nghiệp phổ thông IELTS tiếng Anh đạt trên 6 chấm không dễ, nhưng nó lại là mục tiêu rõ ràng của những học sinh đã chọn học nghề trong tương lai. Nghề nghiệp sau này của em là mở một tiệm salon về tóc và nail. Mong muốn của em học ở đây là đặt ra mục tiêu là IELTS 4 chấm hoặc là 5 chấm. Hiện đại bây giờ là nó là hiện đại 4.0 rồi, chứ không thể nào mà mình cứ giữ là 0.4 thì không được. Nhiều phụ huynh chọn cho con theo học ở trung tâm giáo dục thường xuyên vì những lý do rất thuyết phục. Qua nửa năm con mình học ở đây thì cháu có một cái sự tiến bộ rõ rệt về cái sự tự giác, kỹ năng sống và rèn luyện thể lực. Giáo dục thường xuyên cũng có một cái rất hay của nó mà lâu nay chúng ta bỏ ngỏ. Ban giám đốc trung tâm đã động viên thầy cô dạy tích hợp các bộ môn và đặc biệt là dạy kỹ năng trong giờ của mình. Tất cả học sinh, 643 học sinh tại trung tâm đều được học kỹ năng. Sáng học văn hóa 7 môn học để thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chiều học kỹ năng sống, luyện tiếng Anh và thể lực. Vì thế các em học rất vui vẻ. Học sinh tự tin, xác định rõ nghề nghiệp trong tương lai và mục tiêu rõ ràng. Điều này góp phần thay đổi cái nhìn về cách dạy và học ở trung tâm giáo dục thường xuyên, vốn bị xem nhẹ lâu nay.